Da của bạn là da dầu, bóng nhờn, dễ bị mụn. Đây cũng là nguyên nhân khiến bạn hay bị lên mụn, nhất là vào thời tiết nóng bức của mùa hè. Hiểu được tâm lý này, vào năm 2016, thương hiệu La Roche Posay đã cho ra mắt phiên bản kem trị mụn đầu đen La Roche Posay Effect La K+ giúp chị em giải quyết tận gốc vấn đề đó. La Roche Posay là một trong những thương hiệu dược mỹ phẩm nổi tiếng của Pháp. Hãng đã phối hợp cùng đội ngũ hơn 25.000 bác sĩ chuyên khoa da liễu kinh nghiệm trên toàn thế giới để đưa ra các giải pháp chăm sóc da tối ưu, đặc biệt với làn da nhạy cảm. La Roche Posay Effect La K+ là dòng kem được tung ra thị trường hứa hẹn sẽ mang lại hiệu quả chăm sóc da đầy bất ngờ với những công dụng vượt trội phù hợp với các cô gái da thường, da dầu, da nhạy cảm, mụn đầu đen. Về bao bì, thiết kế của kem trị mụn đầu đen La Roche Posay Effect La K+ thì em này có hình thức thiết kế rất giống với người anh em La Roche Posay Effect La DOU, được đóng dưới dạng tuyết nhôm mỏng, có màu trắng là màu chủ đạo, trang nhã, tinh tế làm nền cho dòng chữ giới thiệu về sản phẩm màu đen và màu xanh được nổi bật. Vì trên vòi phun kem được bảo vệ bên ngoài bằng nắp trong suốt, vừa đẹp về thẩm mỹ lại đảm bảo độ vệ sinh sạch sẽ. Sản phẩm được đựng trong hộp giấy thon gọn, nhìn khá đẹp mắt, có in chi tiết các thông tin như dung tích 30ml, công dụng và các thành phần của kem. Thành phần chính của kem trị mụn đầu đen La Roche Posay Effect La K+ chính là hợp chất vitamin E Canosai, kháng viêm, mau lành các vết thương trên da, cấp ẩm, giảm kích ứng, cải thiện bề mặt da bị sẹo, khuyết điểm, bảo vệ da khỏi tia cực tím và tác nhân gây hại từ môi trường, chống oxy hóa làm chậm quá trình lão hóa da. Ali, một phân tử có khả năng hấp thụ bã nhờn gấp 150 lần trọng lượng của nó, giúp kiểm soát dầu thừa hiệu quả, ngăn ngừa hình thành mụn cám, mụn ẩn, mụn đầu đen. Acid LSA salicylic, chống viêm, tẩy tế bào da chết, ngăn ngừa và điều trị mụn hiệu quả bằng cách đẩy dầu thừa, bụi bẩn làm thoáng lỗ chân lông, đồng thời làm lỏng lớp tế bào sừng tích tụ gây tắc nghẽn lỗ chân lông để dễ dàng loại bỏ chúng, giúp làn da sạch sẽ. Ngoài ra còn có các thành phần khác như water, do pilene glycol, octizocano, digitazate, zin PCA, sarcosine, sodium hydroxide, silica, silica silylate, pelite, santangum, disoziueta, pentilene glycol, axylate copalmer, tocop hezo. Công dụng của kem trị mụn đầu đen La Roche Posay Effect La K+: cấp ẩm, tẩy tế bào da chết, thông thoáng lỗ chân lông, kiểm soát bã nhờn hiệu quả đến 8 giờ cho làn da không bóng nhờn, làm giảm và ngăn ngừa sự tái phát của mụn đầu đen. Kết cấu da được cải thiện khiến làn da mịn màng hơn, giảm bớt sẹo và các khuyết điểm, tăng cường hiệu quả chống oxy hóa, làm chậm quá trình lão hóa da. Sản phẩm đã được thử nghiệm dị ứng, hiệu quả mang lại sau khi sử dụng: giảm mụn đầu đen chỉ sau 8 tuần đạt 34%, kết cấu da được cải thiện trong 8 tuần đạt 94%, hiệu quả chống bã nhờn đến 8 giờ. Hướng dẫn sử dụng kem trị mụn đầu đen La Roche Posay Effect La K+. Kem trị mụn đầu đen La Roche Posay Effect La K+ được khuyên dùng hàng ngày vào buổi sáng hoặc buổi tối cho làn da nhiều dầu, nhiều mụn đầu đen, lỗ chân lông tắc nghẽn. Làm sạch da bằng sản phẩm tẩy trang và sữa rửa mặt. Sử dụng toner để cân bằng độ pH cho da. Lấy một lượng kem vừa đủ, chấm kem vào các điểm trên khuôn mặt như trán, mũi, má, cằm rồi thoa đều khắp mặt. Massage nhẹ nhàng cho kem thẩm thấu nhanh hơn. Tránh bôi vào vùng da quanh mắt, sau đó tiếp tục sử dụng các bước dưỡng da tiếp theo nếu có để mang lại hiệu quả chăm sóc da tốt nhất. Tuyếp La Roche Posay Effect La K+ có chất kem màu trắng sữa, lỏng, nhẹ, kem thấm rất nhanh vào da, không hề có cảm giác bí hay bết dính nhé. Do tuyếp bằng nhôm nên các bạn chỉ cần bóp nhẹ là lấy được kem bên trong, không cần mạnh tay, tránh da nhiều gây lãng phí. Bạn gái có làn da dầu, dễ nổi mụn chắc chắn có cảm giác cực kỳ khó chịu nếu trang điểm vào những ngày hè nóng nực và oi bức. Nếu nàng nào cũng sở hữu làn da dầu, có nhiều mụn cám, mụn đầu đen, lại không được mịn màng thì nên tìm những sản phẩm chăm sóc da có tính kiềm dầu, tránh gây mụn như La Roche Posay Effect La K+ này nhé. Hãy đặt hàng ngay sản phẩm tại link ở phần mô tả bên dưới nhé.